đầu tiên sau tình huống nỗ lực đi bóng và mang về quả penalty của Ben Davis. Benjamin Davis, cầu thủ thi đấu ổn định và hay nhất của U23 Thái Lan đến thời điểm này, kể cả tính trận đấu ra quân với trận thua ngược trước U23 Malaysia, là người đã mang về quả 11m cho U23 Thái Lan, và có lẽ chính anh sẽ là người thực hiện quả 11m. Người đã khiến Singapore phải nhận quả phạt đền đó là Siarun Sazali, và chính Benjamin Davis sẽ là người thực hiện quả sút phạt đền này. Thời gian 1 giờ cho hiệp đấu thứ nhất là 2 phút. Thái Lan đang đứng trước cơ hội để khai thông bế tắc trận đấu này từ chấm 11m. Rất hồi hộp, cũng là một sức ép không hề nhỏ dành cho Ben Davis. Ben Davis rất chính xác và tỷ số là 1-0 cho U23 Thái Lan sau cú sút phạt đền thành công của Ben Davis. Anh là người đã mang về quả penalty này và cũng chính là người kết thúc chính xác để giúp Thái Lan khai thông bế tắc và vươn lên dẫn trước U23 Singapore. Vậy là cầu thủ đang thi đấu tại Anh cho câu lạc bộ Oxford United cuối cùng đã đáp lại được sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Thái Lan, một bàn thắng rất quan trọng để giải tỏa sức ép với thầy trò huấn luyện viên Manu Pulkin. Trận đấu trước, Ben Davis cũng thi đấu rất hay, nhưng khi mà huấn luyện viên Manu Pulkin đã quyết định rút tiền đạo, có vẻ như là thiếu anh em nhà Fandi một người tiền đạo, một người trung vệ, thì nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề trong hiệp đấu đầu tiên này hơn. U23 Thái Lan thì tôi nghĩ là cũng thiếu đi một chút cái sự sắc sảo của anh Tuấn Anh, có những cái cơ hội rõ ràng chưa ra, và anh Tú cũng nói là những cái đường xuống biên thì hợp lý nhưng vào trong thì chưa chính xác, rồi Ekanit cũng có một tình huống đối mặt, nhưng mà rõ ràng là thiếu đi cái sự sắc bén cần thiết để có thể ghi bàn. Điều quan trọng trong đá đó là may mắn, rõ ràng là quá là may mắn đối với cầu thủ U23 Thái Lan, vì nếu như Anusak bị thổi 11m thì anh là trận thứ hai liên tiếp sẽ trở thành đối đầu. Trận trước thì như chúng ta đã phân tích thì anh là người đã đốt lấy nhà ở phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp đấu thứ hai, và lần này thì là một tình huống là trong mỗi giới gần siêu ướt, một tình huống đẩy sau khá là rõ ràng, và vị trí của trọng tài chính cũng không phải quá xa, nhưng mà cũng không hiểu tại sao là không có 11m dành cho các cầu thủ U23 của Singapore. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm là vì sao các cầu thủ Thái Lan họ lại khó khăn như vậy. Mỗi khi mà góc máy quay truyền hình bắt những cái khung cảnh toàn dân, chúng ta thấy là cao thủ U23 Singapore họ thực sự tạo ra một tuyến phòng ngự tới hai tầng lớp thì áo đỏ rất là dày, gần như chỉ cắm duy nhất tiền đạo Zikos ở phía trên thôi, còn lại là toàn bộ các tiền vệ của họ như là Khairin và Siarin, rồi Ryan Stewart, Chuan Chu, và đặc biệt là tiền vệ phòng ngự Jun Foling của họ nữa, thì với 5 cầu thủ hỗ trợ thêm cho 4 cầu thủ vào phòng ngự nữa, thì đương nhiên là cái pha phối hợp để xử lý phòng cấm của U23 Thái Lan là phải khó khăn rồi. Cách Singapore phòng ngự hôm nay cũng gần giống cách mà Philippines qua phòng ngự trước Việt Nam, rất khó chịu. Và U23 Thái Lan thì dù sao họ cũng đã có được bàn thắng để giải tỏa cái sự bế tắc này trong hiệp đấu đầu tiên. Đây là một điều rất là quan trọng, và công chuyên gia Phan Anh Tú, khi mà U23 Thái Lan họ có bàn rồi họ sẽ tự tin hơn, và họ cũng là một đội cầm bóng rất là tốt thì cũng sẽ rất là khó khăn cho U23 Singapore trong hiệp này. Cách cầm bóng của họ, mấy cả các hình thái tấn công của họ tương đối đa dạng. Họ là một đội bóng trẻ nhưng mà họ có thể tấn công rất nhiều phương án. Tôi cho đấy là một trong những cái hay của họ. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta biết rằng đội Singapore đội chơi rất công hiến. Chúng ta biết rằng kể ngày mai họ thua nhưng tôi rất là hy vọng rằng là Singapore đội bóng chơi rất công hiến. Họ chơi là như không gì để mất, và họ chơi tôi cho rằng họ cũng quyết liệt để gỡ hòa, nhưng chắc chắn sẽ quyết liệt gỡ hòa đó thì khoảng trống sẽ nhiều hơn cho những đường chọc khe của U23 Thái Lan, đâm ra cũng là một bất lợi thế, nhưng tôi cho họ không care cái chuyện lắm, mà sự cống hiến của Singapore là chúng ta đáng kính nể, đáng ngưỡng phục. Vâng, anh Minh Đức đánh giá cơ hội của Singapore trong hiệp 2 có nhiều không, trong việc là có bàn thắng để ít nhất là hy vọng một trận hòa ở trận đấu này? Tôi nghĩ là Singapore nếu mà muốn có bàn thắng thì bắt buộc phải đẩy cao đội hình, và nếu đẩy cao đội hình với cái trình độ của các cầu thủ Singapore, tôi nghĩ là rất là khó phản kháng lại những cầu thủ tấn công của U23 Thái Lan. Và nếu như thế thì họ tất nhiên là họ phải đánh đổi thôi, một ăn hai chơi là thua thôi, thì đương nhiên là tôi nghĩ hiệp 2 là một cái hiệp đấu mà nghĩ là đáng xem về mặt kịch tính, nhưng tôi vẫn tin là Thái Lan sẽ có thêm một bàn thắng nữa. Vâng, rõ ràng là chúng ta những trận đấu như thế này đều chờ đợi những bàn thắng. Với anh Tiến Dũng thì sao? Rõ ràng là U23 Singapore đã cho thấy là họ rất là nỗ lực trong việc phòng ngự, nhưng bây giờ chúng ta sẽ thấy là họ phải chơi tấn công nhiều hơn. Ở trận đấu trước đó thì U23 Singapore đã có 2 bàn ở trong những phút cuối cùng, nhưng tất nhiên là U23 Lào thì khác U23 Thái Lan rất là nhiều, đúng không ạ?
Tôi cũng nghĩ đến một cái kịch bản trong hiệp 2, một cái diễn biến nó cởi mở, nó hấp dẫn hơn khi mà Singapore họ cũng buộc phải tấn công. Họ chơi trận ra quân mà mới chỉ có một điểm, và đây cũng là trận đấu mà Singapore cũng muốn giành, cũng muốn giành điểm, bởi vì những cái trận đấu phía trước vẫn còn đầy rủi ro. Và tôi cũng nghĩ đến một cái hiệp đấu hiệp 2 sẽ cởi mở, Singapore sẽ phải đẩy cao đội hình, và Thái Lan thì có lẽ là họ sẽ có những cầu thủ tấn công cực kỳ nguy hiểm, và họ cũng sẽ tận dụng được cái khoảng trống bên phần sân của Singapore, sẽ có thêm những cái bàn thắng được ghi từ phía cả hai đội.